Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 6 và quý phụ huynh. Như vậy thì ở trong clip trước thì thầy đã quay cho em ở cái đề số 1 ở cái bộ Chân trời sáng tạo rồi đúng không nào? Thì nói chung là giữa các cái bộ sách á, thì biết rằng là cái cách viết sách thì nó cũng khác nhau. Nhưng mà cái nội dung cơ bản á, là chúng ta cũng có thể tham khảo giữa các bộ sách với nhau. Ví dụ các em học bộ Chân trời sáng tạo thì cũng có khả năng tham khảo ở cái bộ Cái nối tri thức và ngược lại. Rồi cả bộ Cánh diều cũng vậy các em nha. Nói chung thì thầy sẽ cố gắng hết sức để mà quay để đáp ứng được cái yêu cầu của các em ở trên kênh của thầy. Nhưng mà thực sự là thầy cũng rất là bận em, do thầy phải đi dạy trên trường. Chứ nếu như mà thầy không dạy trên trường mà thầy ngồi nha, thầy quay không á, thì thầy nói với em là thầy quay tất tần tật những cái gì mà các em yêu cầu là các em ha. Nên các em thông cảm. Trong clip hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các em ở cái phần đề thi giữa kỳ 2 của toán 6, cái bộ Kết nối tri thức với cuộc sống em nha. Ở đây thầy sẽ quay cho em cái đề trước. Sau khi mà có cái đề xong thì chúng ta nên tắt clip, sau đó chúng ta tự làm. Sau khi mà chúng ta tự làm xong á, rồi chúng ta sẽ tiến hành bật video thầy lên để xem và đối chiếu kết quả và cách trình bày của thầy, xem thử các em làm có đúng hay không. Cho các em đừng có nên xem cái bài giải của thầy trước, thì học như vậy thì nó sẽ không có cái gọi là cái hiệu quả em. Khi đó chúng ta sẽ lười suy nghĩ, chúng ta chủ quan, tại vì đã có thầy giải. Nhưng mà phương pháp học trên YouTube đó mà nó hiệu quả thì chúng ta phải tự giải trước, tắt đi video, chúng ta ghi đề xong chúng ta tắt video, sau đó chúng ta tự làm nhớ nha. Đây nha. Trong đây cái đề này nó có 8 câu trắc nghiệm và 5 câu tự luận. Đó. Rồi, đây em. Đây câu A, câu B, câu số 7 thấy chưa? Câu CD, câu số 7 này. Cái đề em. Phần tự luận 6 điểm nha em. Đây, cái đề này nói chung thì nếu các em làm mà đúng hết á, còn tầm đạt khoảng từ 8 9 điểm trở lên là thầy nghĩ kiến thức cơ bản ta cũng cực kỳ tốt rồi nha nha. Đặc biệt câu số 5 chúng ta cần phải suy nghĩ một chút. Ok, rồi bây giờ chúng ta tắt clip đi, sau đó chúng ta tự làm nha. Trong clip này thầy sẽ giải cho em phần trắc nghiệm trước. Ok, rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở câu số 1 em nha. Câu số 1. Trong các cặp phân số sau, cặp phân số nào bằng nhau? Thì để mà chúng ta biết được cặp phân số nào bằng nhau á, thì thường chúng ta sẽ sử dụng công thức là gì em? Nó có rất là nhiều phương pháp làm cái dạng này em. Một á, là chúng ta sẽ thu gọn. Chúng ta sẽ rút gọn cho tới tối giản các phân số của nó. Hai á, là chúng ta sử dụng công thức đó chính là A phần B. Thì nếu mà nó bằng C phần D khi nào em, chúng ta tính nhẩm này, chúng ta lấy A nhân D sẽ bằng B nhân C, nghĩa là để hai thằng này bằng nhau khi nào, khi A nhân D sẽ bằng B nhân C, ta sử dụng công thức này, hoặc là chúng ta sẽ thu gọn. Bây giờ thầy kiểm tra cái cặp A cho các em xem nha. Cặp A thì các em thấy nó đã tối giản rồi, ở cái phân số này và phân số này nó đã tối giản rồi. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra này, âm 4 phần 5 liệu nó có bằng 8 phần 9 hay không. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhân đường chéo, ta lấy âm 4 nhân cho âm 9, kiểm tra xem thì 5 nhân 8 thì cái này âm 4 nhân âm 9 thì bằng 36, 5 nhân 8 bằng 40, chứng tỏ hai thằng này nó không giống nhau, nó không bằng nhau, chứng tỏ cặp này không bằng nhau, chứng tỏ chúng ta loại câu A ra, hiểu chưa? Tương tự câu B thì nhìn vô á,
Thầy dám khẳng định nó không bằng nhau, tại vì đây là phân số này là dương mà phân số này là âm. Chúng ta không cần phải kiểm tra là nhân chéo này nữa, mà đây là một anh dương một anh âm thì không thể nào bằng nhau được. Chúng ta loại ngay câu B. Ở câu C tương tự giống câu B thì ở đây là phân số đây là gì? Là dương và đây là âm, thì chứng tỏ hai thằng này không thể nào bằng nhau được. Em hiểu không? Một anh dương và một anh âm thì không thể nào bằng nhau được em. Bây giờ chúng ta thử kiểm tra ở câu D nha. Câu D thì làm hai cách cho em xem. Cách 1, thầy kiểm tra theo cái kiểu nhân đường chéo, lấy 10 nhân cho âm 21 bằng lấy 14 nhân cho âm 15, và kết quả này nó đều bằng 2, âm 210 em. Âm 210 thì hai này bằng nhau, thì chứng tỏ là cái cặp phân số này sẽ bằng nhau. Hoặc thầy làm một cách khác nữa để em thấy này. Cách 2, thầy sẽ rút gọn 10 phần 14, thì đây thầy chia mấy, đây chia 2, đây chia 2 thì đây sẽ bằng 5 phần 7, đúng không? Âm 15 phần âm 21 thì ở đây thầy chia mấy? Ở đây thầy chia chia âm 3, đây thầy chia âm 3, đây thầy chia âm 3 này, đây thầy chia cho âm 3, thì kết quả đây sẽ bằng 5 phần 7. Chứng tỏ 5 phần 7 nó sẽ bằng 5 phần 7, thì hai thằng này sẽ bằng nhau. Chứng tỏ kết quả đúng của chúng ta ở đây đó chính là câu gì em? Đó chính là câu D. Hiểu chưa? Đấy. Thế đó. Nó nghĩa là thông thường ta sẽ áp dụng theo cách này là chủ yếu này. Nếu nó bằng nhau thì tích đường chéo A nhân D sẽ bằng B nhân C, ta nhân lại. Và nếu nó bằng nhau thì ta kết luận thì cặp phân số nó sẽ bằng nhau. Còn nếu ra kết quả khác thì nó sẽ không bằng nhau. Vậy thôi. Ta sẽ đi sang câu số 2 nha. Ta đi sang câu số 2 nha em. Phân số âm 11 phần 15 có phân số nghịch đảo là, ta nhớ này, A phần B thì nghịch đảo của nó sẽ là B phần A. Nghĩa là để mà nghịch đảo thì tử nó sẽ xuống mẫu và mẫu nó sẽ lên tử ha. Dạ. 11 phần 15 sai. Như vậy âm 11 phần 15 thì nghịch đảo thằng này lên và thằng này xuống, thì nó sẽ là 15 phần âm 11. Hoặc là cái này chúng ta có thể viết cái âm này, cái dấu âm này này. Cái dấu âm ở đây tốt nhất chúng ta không nên để dưới mẫu mà chúng ta đưa lên trên tử, thì nó sẽ bằng là âm 15 phần 11. Đây, câu B này. Được chưa? Tay sang ở câu số 3. Câu 3 em, người ta hỏi là gì? 3 phần 4 của 1 giờ là 3 phần 4 của 1 giờ. 1 giờ là bằng bao nhiêu phút? Bằng 60 phút. 1 giờ là bằng 60 phút. 3 phần 4 của 1 giờ thì bằng bao nhiêu? Thì em lấy 3 phần 4 nhân cho 60. Như vậy thì 60 chia cho, lấy 3 nhân cho cái này, 3 nhân 60 là bằng 180, chia cho 4 thì bằng 45 đúng không? 45 phút. Ok. Đây. Câu C. Vậy thôi. Ta đi xem ở câu số 4 nha. Ta đi xem ở câu số 4 em. Đây là một bài hình ha. Cho đoạn thẳng AB ta ghi ra đoạn, nhớ này, đoạn thẳng thì nó không có được kéo dài ra hai đầu mút này nha. Cái em mà vẽ cái chỗ đây ra đây mà ra đây thì ra đường thẳng, mà nếu ta vẽ một đầu dài ra thì nó sẽ ra là tia các em. Một điểm C nằm giữa AB sao cho BC là bằng 2, nằm giữa và BC bằng 2. À, đoạn này là bằng 2 này. Như vậy thì BC bằng 2, khi đó đoạn thẳng AC thì bằng mấy? Ở cái đề này, ở câu 4 đó này, cái đề này thầy cho có vẻ cái chỗ đây này, một điểm C nằm chính giữa, nằm chính giữa, thêm chữ chính nữa nha em đó. Nằm chính giữa, chính giữa khi đó C này mới là trung điểm.
C này mới là trung điểm, thì khi đó CB sẽ bằng CA, nghĩa là đoạn này 2 cm thì đoạn này sẽ là 2 cm chính giữa các em. Nó thiếu từ chính cho đây. Chứ nếu mà nằm giữa không á, nếu nằm giữa không thì nó cũng rất là khó để mà xác định được CA này là bằng bao nhiêu. Từ khi nào? Từ khi thầy phải cho AB này một bằng bao nhiêu cm nữa, thì chúng ta sẽ lấy cái đoạn tổng AB này, chúng ta trừ cho cái đoạn nhỏ BC này thì nó ra được AC. Như vậy thì ở đây nó sẽ bằng 2 cm em nha. Thì em thầy cái từ chính giữa, chính giữa thì hai đoạn này sẽ bằng nhau nha. Ta đi sang câu số 5. Người ta hỏi các em là giá trị x trong biểu thức. Giá trị của x trong biểu thức là bao nhiêu? Thì ở đây chúng ta cũng sử dụng công thức là tỷ lệ thức. Thầy nói A phần B bằng C phần D. Ta nhân chéo này. Như vậy A nhân D sẽ bằng B nhân C. Áp dụng công thức này vào cái bài này. Như vậy khi đó chúng ta có là gì? X phần 7 sẽ bằng 6 phần âm 21. Lát này nhân này ha. X nhân cho âm 21 sẽ bằng 6 nhân 7. X nhân cho âm 21 sẽ bằng 742. 42 chia cho âm 21 kết quả đây sẽ bằng âm 2 ha. Đây câu A nha. Rồi. Chúng ta sẽ đi sang ở câu số 6 là chúng ta sẽ làm về số thập phân. Số thập phân. Kết quả phép tính ở đây là âm 4,44 cộng 60 trừ 5,56 chia cho 1,2 trừ 0,8. Thì ở đây các em thấy nó có hai cái ngoặc. Ở đây là có hai cái ngoặc, thì chúng ta sẽ làm ở cái kết quả ở trong ngoặc này một kết quả này. Ở đây một kết quả, sau đó chúng ta lấy ngoặc này, chúng ta chia ngoặc này, kết quả ngoặc này chia ngoặc này là xong. Các em hiểu không nào? Như vậy thì chúng ta để ý giùm thầy, ở trong cái ngoặc này á có hai thằng nào nhóm lại với nhau để thành tròn tròn trục nè. Thằng này với thằng này này. Như vậy chúng ta có là cái cộng 60 cái đề đó nha. Lấy trừ trừ 4,44 với trừ 5,56 ta cộng lại hai số thập phân âm thì nó ra được là âm 10 em nhé. Âm 10 cộng 60 chia ở đây 1,2 trừ 0,8 bằng 0,4 đúng không? Lấy này cộng này, lấy 60 trừ cho 10 thì bằng 50 chia 0,4, kết quả ở đây sẽ bằng là 125 đúng không? 125. Đây câu D nha. Câu D. Ok. Rồi. Ta sang câu số 7. Ta đi sang câu số 7 em. Đây yêu cầu em là sắp xếp các số cho một dãy số này theo thứ tự giảm dần. Nhớ giảm dần nghĩa là từ gì? Từ lớn cho đến bé. Nào, ta sắp xếp theo chiều hướng này. Như vậy thì ở đây á, cái số nào mà lớn nhất chúng ta sẽ xếp đằng trước và số bé nhất là chúng ta xếp đằng sau. Được chưa nào? Thì trong đây là nó có phân số này, số thập phân, số 0. Số 0 thì chắc chắn nó sẽ nằm chính giữa số âm và số dương. Thì trong đây chúng ta xem được nó có mấy số âm và mấy số dương. Ở trong đây nó có 3 số âm. 3 số âm này. Mấy số dương? 2 số dương. 0,8 mới là 9 phần 14. 9 chia 14 thì nó tầm khoảng là 0,6 mấy á. Chứng tỏ 2 số dương, trong 2 số dương, tại vì giảm dần thì số dương, nghĩa là nguyên tắc là gần như là phải là số dương và tới số âm ở đây thì nó là giảm dần. Chứ mà cái em xếp số âm trước là em sai. Như vậy số dương thì trong 2 số dương là 0,8 với 9 phần 14. Thì một á, nó có hai cách. Chúng ta lấy 9 chia 14 để ra số thập phân là 0,6 mấy á. Hai là các em không muốn như vậy thì các em sẽ lấy 0,8 này sẽ bằng 8 phần 10. Chúng ta so sánh với 9 phần 14.
8 phần 10 với 9 phần 14 thì 8 phần 10 này sẽ lớn hơn này. Như vậy chứng tỏ khi chúng ta shift là 0,8 này. Rồi tới gì? 9 phần 14 này. Thì tới số 0. Rồi bây giờ chúng ta xét tới 3 số âm. Âm 8 phần 9, âm 6 phần 5 và âm 2,3. Thì âm 8 phần 9 thì các em thấy có tử và mẫu này. Cái tử này nhỏ hơn mẫu, còn cái tử này lớn hơn mẫu, còn âm 2,3 ở đây. Chứng tỏ giữa hai cái này thì thằng này nhỏ hơn này này. Đây lỗi. Tại vì nó là số âm nên thằng này sẽ lớn hơn thằng này, và thằng này sẽ lớn hơn thằng này. Tại vì âm âm 6 phần 5 thì nó sẽ khoảng là âm, chúng ta chia ra thì nó sẽ bằng là âm 1,2. Âm 1,2 thì nó sẽ nhỏ hơn là, nó sẽ lớn hơn là âm 2,3. Tại vì nó là số âm mà em ha. Như vậy thì chứng tỏ ở đây là nó sẽ là âm 8 phần 9 này, âm 6 phần 5, âm 2,3. Đây, chúng ta sẽ xếp theo chiều này. Chiều đúng này em. Ở đây âm 2,3 câu A trước là sai này, 0,8 đúng này, tới cái âm này là sai rồi, chứng tỏ câu B sai. Ta xem từ câu C, câu D ở đây thôi nha. Đây em, 0,8 trước này, trước đúng này, đúng. Nhưng mà âm 2,3 trước cái thằng này là sai rồi. Đây, câu D mới là câu đúng rồi em. Đó, câu D mới là câu đúng nha. Được chưa? Tiếp tục. Trong hình có bao nhiêu cặp tia đối nhau? Nhìn này. Tia đối nhau thì ở đây em, thầy vẽ lại cho em thấy nha. Đây là x phẩy. Đây là x. O. Đây A. Ở đây là B. Đúng nè. Như vậy thì ở đây chúng ta có này, cặp tia đối nhau đúng không? Chúng ta có OX phẩy, OX, OX phẩy với OA, OX phẩy với OB, AO với AB. Ở đây chúng ta làm như này, OX phẩy với lại OX này. Được chưa? AX phẩy với lại AX, chúng ta làm cái tổng ấy. BX phẩy với lại BX, ba cặp tổng, đúng chưa? Thầy nói lại này, OX phẩy với OX cặp tia đối nhau, AX phẩy với lại AX, BX phẩy với lại BX, ba cặp. Đây kia, câu C, 3 cặp. Rồi, về phần tự luận thì chúng ta sẽ tiến hành làm. Rồi trong clip sau thầy sẽ giải tiếp cho các em những cái phần này.